Trường Tác Khứ Niên Hoa trân trọng giới thiệu quyển 2 Quỷ Thù Già Mã Linh. Hello, Gia Gia xin chào mọi người. Gia rất là vui hôm nay được quay trở lại mọi người cho tập 35, trích chương 28 nói về Đoàn Văn. Và tại sao mà lúc trước á, Gia có bật mí rằng tại sao Đoàn Văn, tức là cậu ba của Đoàn Gia đó, cũng không phải gọi là một nhân vật đơn giản đâu mọi người. Và sau này sẽ có một cái phần rất là lớn, tạo nên một cái bi kịch rất là khủng khiếp sau này cho Hai Huệ và Đoàn Cận. Nội dung của tập 34 trích một phần của chương Phá Phượng Hồn, và cái phần còn lại chính là phần quan trọng nhất á, thì theo yêu cầu ban biên tập, Giao không thể trình bày tiếp và nó sẽ được đưa vào cho các bạn sách in và các bạn mua sách tập online cũng như các bạn hội viên đó, sách nói đó. Tập 35 này sẽ trích một phần của chương 28 nói về Đoàn Văn và những cái mâu thuẫn bắt đầu phát sinh sau khi mà trải qua sóng gió. Thì đôi vợ chồng trẻ của chúng ta, Đoàn Cận và Lê Cảnh, gặp những sự cố gì, gặp những tai họa gì, và Đoàn Văn bị những cái sự cám dỗ gì dẫn tới những điều mà xảy ra không ai muốn sau này. Mời mọi người cùng Giao Giao bước vào tập 35 nha. Tập 35, trích chương Đoàn Văn, quyển 2, Quỷ Thu và Họa Linh, Trường Tác Khứ Niên Hoa. Thế gian này, yêu đôi nhất là lòng người, mạnh mẽ nhất cũng là lòng người. Đoàn Văn đấm mạnh xuống mặt bàn, tách trà rơi xuống đất vỡ tan, nước trà bắn ra tung tóe. Đoàn Cận nhất quyết rời khỏi Đoàn Gia, mọi việc liền đổ lên đầu ta. Giờ lại đường vàng quay trở về nhận lại tất cả công lao của ta. Rốt cuộc hắn coi ta là cái gì chứ? Trẻ ngồi đối diện hắn, mặc trang phục vu sư đen, thông thả uống hớp trà rồi mới cười nhạt trả lời. Trước đến nay Đoàn Gia vẫn luôn chỉ xem một người duy nhất là kẻ kế thừa gia nghiệp, ấy là Đoàn Cẩn. Ngươi không thấy cho dù hắn tự xin rời Đoàn Gia, không nhận bản thân là đại thế gia họ Đoàn nữa, nhưng cha nương ngươi, thậm chí cả người hầu kẻ hạ trong Đoàn Gia, có ai lại coi lời ấy là thật? Cha ngươi chỉ vì tiểu thiết của hắn mà gây khó dễ cho qua gia kia đến thế nào? Nhưng ngươi là chủ mẫu một đại gia tộc mà lại dùng đến chăm sóc cho tiểu thiết kia cả thế trời, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Sống trên bụi đi, họ chỉ có ngươi là đá rách đường thôi. Đoàn Văn siết chặt nắm đấm. Từ nhỏ hắn đã sống với cái bóng của Đoàn Cận, nhưng đó là hắn thật tâm không phục và ngưỡng mộ đại ca của mình. Cho đến khi Đoàn Cận lần lượt đưa Monique về rồi lại dư không dứt với Lê Cảnh, hắn có đầu hoài nghi đại ca hắn rốt cuộc là anh hùng không coi nội ai mỹ nhân. Hắn thì khác, hắn không có thiên phú bằng Đoàn Cận, nhưng hắn toàn tâm toàn ý cho gia tộc. Những năm qua Đoàn Cận chơi bời bên ngoài, một tay hắn leo lái đủ chuyện ở Đoàn Gia, người có mắt đều nhìn thấy hắn đã làm tốt thế nào. Vậy mà cha huynh hắn thì sao? Xăm trị vì muốn phủi tay đẩy hắn rớt khỏi cái ghế đã mất bao nhiêu công sức hắn mới ngồi vào được. Trên đời có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hừ, bọn họ trông mắt lên mà xem, đó là vị trí chỉ thuộc về Đoàn Văn hắn. Lục gia, ngài có kế sách gì? Vô sư nọ hóa ra chính là Lục Quỳ bên dưới lớp vỏ Lục gia. Hắn cười khẳng khẳng. Vị thế gia của ta ơi, ngươi thử nghĩ xem Đoàn Cẩn có trọng điều gì nhất? Nếu ta nói, nếu mất đi thứ đó, kẻ nặng tình như hắn sẽ ra sao? Một thời gian sau, Đoàn Cẩn mang theo Lê Cảnh, Hai Huệ và Sâu Vân về căn viện mới gần nhà lớn Đoàn Gia. Căn nhà nhỏ ở gần nhà thứ ba cũng đã được anh mua lại. Monique dọn về ở đó. Sau khi hôn lễ với Monique được tổ chức, trong con mắt bề ngoài, cô vẫn là vợ hợp pháp của anh. Monique vô cùng hài lòng với kết quả này. Cô cũng rất yêu thích Hai Huệ, thường xuyên đón con bé về chơi cùng mình. Dù sao, bây giờ Monique chỉ còn một thân một mình ở Sai Thanh. Trong cơ thể cô không còn Hỏa Linh. Cha cô, Chris Leroy, gần như hấp hối sau đêm đó. Cả gia đình cô lập tức trở về Pháp với mong muốn dùng y học hiện đại để chữa. Nhưng Monique biết đoạn đường cuối đời này của ông ta đã hoàn toàn vô vọng rồi. Monique từ chối cùng gia đình quay về. Cô đứng trên bến cảng, nhìn con tàu dần rời xa rồi biến mất nơi chân trời.
vừa như mất mát, vừa như được giải thoát. Cuối cùng, cô dứt khoát quay lưng. Đoan Cận thuê cho đi cạnh cửa tiệm đặt son nhỏ trên đường Catena để cậu có việc làm lúc rảnh rỗi, cũng để thỏa mãn niềm đam mê đang mong có được từ khi ở Đà Lạt. Mỗi khi trở về, bà gặp hình ảnh Lê Cạnh ngồi cắm cúi đang lên trong cửa tiệm, con gái nhỏ ngủ gật trên đùi cậu, lòng Đoan Cận lại đầy ắp bình yên. Với anh, cậu là nhà. Không lâu sau, hãy đón tin mừng Lê Cạnh mang thai lần thứ hai. Lần này, cậu nôn nghén đặc biệt khủng khiếp, ngay cả Đoan Cận cũng gầy theo. Anh không nỡ xa cậu dù chỉ một bước, nhưng việc nhà họ Đoan không giống như anh tự làm ăn, có những chuyện nhất định đích thân anh phải ra mặt. Đoan Cận thầm nghĩ, lẽ ra anh không nên nhận lời cha. Làm trưởng tử có rất nhiều việc thân bất do kỷ. Lê Cạnh vừa ói ra tới tận bữa tối, khuôn mặt trắng trẻo trở nên xanh xao. Cậu vẫn nắm chặt tay Đoan Cận, an ủi anh. Em không sao đâu mình. Má nói lúc má mang thai cũng vậy, ai cũng vậy hết đó mà mình ơi. Mình bận công chuyện thì cứ đi đi, em ở nhà còn có Sáu Bưng, còn có má với Mạng Nhu chăm sóc mà. Nhà mình ngay gần nhà lớn, sẽ không có chuyện gì hết á. Mình yên tâm nghe mình. Đoan Cận đưa Lê Cạnh ly nước ấm. Cậu như thế này, anh làm sao mà yên tâm được. Dù vậy, việc anh đi thì vẫn phải đi. Đoan Cận cẩn thận dìu Lê Cạnh về giường. Anh ôm cậu thật chặt, hôn lên tóc cậu. Em ở nhà phải ngoan, ra tiệm nhất định phải để Sáu Bưng đưa đi đón về. Chỉ cần xước một ngón tay thôi, xem lúc dậy anh trừng trị em ra sao, nghe không? Lê Cạnh hạnh phúc rất vào lòng anh, nhưng nhớ ra điều gì, cậu lại ngước lên hỏi. Mình có nghĩ cái thai lần này sẽ là khổ không mình? Đoan Cận vỗ vỗ lưng cậu. Đừng lo lắng mấy chuyện không đâu, nàng ấy tự có quyết định riêng. Dù có là nàng ấy hay không, nó cũng là con của anh và em. Mình vẫn yêu thương nó thiệt nhiều, đúng không em? Dạ. Dưới sự vỗ về của Đoan Cận, Lê Cạnh dần chìm vào giấc ngủ. Đoan Cận ôm cậu trong lòng. Dù miệng nhắc cậu không được lo lắng, nhưng chính anh lại không thể ngăn mình. Anh biết rõ kẻ thù vẫn lẩn khuất bên ngoài, mà bản thân anh bây giờ liệu có thể bảo bọc được cho mẹ con cậu an toàn hay không? Anh nhắm mắt thu linh hồn vào bên trong, cảm nhận nỗi đau như viên ngọc nát. Đoan Cận cười khổ. Với tình trạng này, e rằng một con quỷ thông thường có chút tu vi cũng có thể làm khó được anh. Đừng nói tới lục quyền đã tu tà hơn 3.000 năm. Nếu hắn biết Lê Cạnh lại mang thai, nhất định hắn sẽ tấn công. Giết lầm còn không bỏ sót, hắn sẽ không để yên cho một bào thai có thể là kiếp sau của Thường Hy. Chỉ nghĩ thôi, Đoan Cận đã thấy toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Sớm hôm sau, trước chuyến kinh thương xa nhà, Đoan Cận ghé qua nhà lớn Đoàn Gia, đem chuyện Lê Cạnh mang thai báo với Đoàn Quân Thụy, đồng thời nhờ ông cử người bảo vệ cậu. Đoàn Quân Thụy rất nhanh hiểu được ý của Đoan Cận, ông đồng ý không chút do dự. Đoan Cận vừa rời khỏi cửa trước nhà lớn, cửa sau cũng có kẻ lẻn ra ngoài. Vẫn như mọi ngày, Lê Cạnh dậy sớm ăn một chén cháo dưỡng thai mà Đoan Cận đã dặn dò nhà bếp làm trước khi anh đi, rồi đến tiệm đặt son. Cửa tiệm nhỏ bán đủ mọi thứ mà Lê Cạnh muốn bán, là nơi Lê Cạnh cảm thấy thoải mái nhất. Giữa trưa, mặt trời vừa vặn lên như đỉnh đầu, cậu kéo rèm che định đóng cửa nghỉ ngơi một lát. Đây là yêu cầu của Đoan Cận kể từ khi cậu mang thai. Tiếng chuông đồng nhỏ treo ở cửa vang lên báo hiệu có khách đến. Lê Cạnh ngước nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người vừa vào tiệm, tim cậu khẽ thót lên. Là Đoàn Văn. Dạo gần đây hắn rất hay đến tìm cậu. Sự thân mật quá mức của hắn làm cậu không thấy thoải mái. Nhưng hắn là em trai ruột của Đoan Cận, là cậu ba của nhà họ Đoàn. Lê Cạnh không dám tỏ ra cử tuyệt quyết liệt. Tẩu tẩu, mang thai rồi mà tẩu vẫn ra đây sao? Ta đi ngang qua thấy cửa tiệm mở bèn ghé thăm tẩu. Tẩu đã dùng bữa chưa? Ta đưa cậu đến nhà hàng gần đây dùng bữa nha. Đoàn Văn đưa tay muốn tóm lấy khuỷu tay Lê Cạnh. Cậu vô thức rụt lại khiến hắn nắm vào không khí. Cậu ba, tôi ăn cơm rồi. Cậu ba ghé có chuyện gì không? Sự rụt rè của Lê Cạnh lọt vào trong mắt của Đoàn Văn khiến hắn bất giác cảm thấy
cậu như một con cừu nhỏ, còn hắn là một con sói đang vờn cậu. Cậu mềm mại, run rẩy, thật ngon lành, thật nuốt chửng. Ở lê cạnh, toát ra một phong vị mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ người phụ nữ nào, vừa trong trẻo thuần khiết, vừa quyến rũ mỹ hoặc. Cậu càng sợ hãi, hắn càng hưng phấn. Tẩu tẩu, tẩu sợ cái gì chứ? Ta cũng đâu thể ăn thịt tẩu, đúng không? Đoàn Văn áp sát người Lê Cạnh, cơ thể hắn gần như dính lấy cơ thể cậu. Hắn cúi người thì thầm vào tai cậu, cuối cùng thè lưỡi liếm vành tai cậu. Lê Cạnh như bị sét đánh, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Đoàn Văn ra xa. Cậu nhận ra tay chân mình vô lực, dù có cố thế nào cũng không thể đẩy lui được Đoàn Văn. Cậu sợ rồi, thật sự sợ rồi. Hắn đã làm gì? Nhìn đôi mắt mở to khép nhược của Lê Cạnh, Đoàn Văn không nhận được sung sướng. Hắn tóm lấy hai cổ tay cậu, ấn lên ngực mình. Tẩu tẩu, ở đây sao mà tiện nói chuyện chứ hả? Ta đưa tẩu đến một nơi kín đáo, rồi ta với tẩu tâm sự một chút thôi. Lê Cạnh thấy chân mình mềm nhũn, cậu vô lực dựa cả người vào Đoàn Văn, bị hắn dìu ra khỏi cửa tiệm lên một chiếc xe hơi. Sau đó cậu không biết gì nữa. Khi Lê Cạnh tỉnh lại, cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, tay chân đều bị dây thừng trói lại. Tẩu tỉnh rồi. Đoàn Văn ngồi cạnh giường, áo sơ mi phanh cúc lộ ra bộ ngực tần rắn rỏi. Cậu ba, cậu tính làm cái gì hả? Đây là đâu? Thả tôi ra. Lê Cạnh cố sức đưa về góc giường, tránh xa Đoàn Văn. Hắn từ tốn tóm lấy cổ chân cậu, kéo giật lại. Tay hắn mân mê cổ chân cậu, xoa dần lên trên. Đây là nhà riêng của ta, sẽ không có ai làm phiền hết. Tẩu sợ gì chứ hả? Sự động chạm của Đoàn Văn làm cho Lê Cạnh nổi da gà toàn thân. Từ ánh mắt đê mê đến mất lý trí của hắn, cậu dường như biết hắn muốn làm gì. Lê Cạnh ra sức ngồi lại, cậu giãy giụa muốn chặn đứt dây thừng. Mặc dù thuốc đã tan, nhưng sức lực của cậu mới chỉ hồi phục 7 phần. Đoàn Văn cũng cố ý dùng loại thừng cực kỳ chắc chắn, còn thắt nút chết. Cho dù Lê Cạnh giãy đến rớm máu, dây thừng cũng không lỏng ra một chút. Đoàn Văn ấn Lê Cạnh xuống giường, cậu càng giãy giụa, quần áo càng xộc xệch, càng khiến hắn phát điên. Một tay Đoàn Văn ấn trên cổ cậu, một tay hắn bắt đầu xé quần áo cậu. Hắn cúi đầu tham lam hít hà cổ cậu, liếm láp xương quai xanh cậu. Đại tẩu, tẩu thiệt là ngon miệng đó mà. Cậu ba, nhị thiếu, cậu buông tôi ra, buông ra, tôi xin cậu. Như vậy là loạn luân, buông tôi ra. Cậu không thể làm lỗi với anh trai cậu, giang cậu, thả tôi ra đi mà. Hắn cười gằn, tay đừng thắt lưng Lê Cạnh. Ta nghe nói, thiệt ra tẩu. Cửa phòng đã khóa trái bị đánh bay. Đoàn Văn Thụy dẫn đầu xông vào, nhìn thấy cảnh trên giường, ông không thể tin nổi. Nhưng là người từng trải, ông lập tức lại bình tĩnh, trực tiếp túm lấy cổ Đoàn Văn, ném khỏi giường. Nghĩa tử, ngươi có bụng đạp của người không? Một toán gia đình nhanh chóng kéo Đoàn Văn đi. Số vân hớt hạ chạy đến, cắt dây thừng cho Lê Cạnh, rồi dìu cậu về. Ngày hôm sau, Đoàn Cận biết được chuyện này do Đoàn Mạn Du đánh điện báo tin. Anh lập tức bỏ dở công việc, trở về nhà lớn Đoàn gia. Anh xông thẳng vào tầm tường, nơi Đoàn Văn đang quỳ, đánh cho hắn lấy tăm mặt mũi. Đến khi Đoàn Cận kiệt sức, ngồi phịch xuống sàn, thì Đoàn Văn đã bóng me đầy mặt, thảm không đỡ nhìn. Đoàn Cận không phải không biết Đoàn Văn có ý đồ xấu với Lê Cạnh. Anh cũng đã cảnh cáo hắn, ra tay đánh hắn vài lần. Bởi vì Đoàn Cận biết Lê Cạnh là truyền nhân của Liên Hoa Nữ, cậu tự nhiên toát ra một mị lực khó cưỡng đối với đàn ông. Nhưng chỉ cần người có lý trí sẽ không làm ra chuyện quá đáng. Vậy nên anh không nghĩ tới Đoàn Văn dám làm ra lại chuyện này. Đúng là anh đã sơ suất. Đoàn Cận vung tay bồi thêm vào mặt Đoàn Văn đấm. Đoàn Quân Thủy biết chuyện cũng không vội đến từ đường. Ông cố ý đợi cho Đoàn Cận đánh hạ dạ mới bước vào. Bởi chính ông cũng không thể chấp nhận được hành vi của Đoàn Văn. Hắn gần đây biểu hiện lạ lùng,
ông đã sớm để mắt và cho người điều tra. Rốt cuộc, Đường Nhi Tử mà ông nhìn từ nhỏ tới lớn, ông tất nhiên biết rõ hắn đang bị khác trực dây. Đoàn Vân Thụy vừa muốn lần theo kẻ giấu được đứng sau lưng Đoàn Văn, vừa muốn xem đây là thử thách dành cho hắn. Tâm không vững, làm sao có thể đứng ở Đoàn gia. Khi Đoàn Vân Thụy đến, Đoàn Cẩn đã bỏ đi, chỉ còn Đoàn Văn nằm ngất giữa từ đường. Không có lệnh của ông, không có ai dám bước vào chăm sóc hắn. Đoàn Vân Thụy sai người gọi Đoàn Văn tỉnh lại. Ông ngồi trên ghế thái sư, nói: "Chuyện ngươi làm đã phạm gia quy, ta phạt ngươi 20 roi, ngươi có phục không?" Đoàn Văn nhếch mép cười: "Phục thì sao, mà không phục thì sao chứ? Rồi cuối cùng thì vẫn thiên nghị hắn thôi." Đoàn Vân Thụy biết hắn trong miệng Đoàn Văn là Đoàn Cẩn. Ông nghiêm khắc nói: "Hắn là thân vinh trưởng của ngươi. Hơn nữa, cho dù là ta phạm gia quy thì cũng phải nhận gia pháp. Người đâu, mau đem gia pháp ra đây." Sau chuyện này, Đoàn Văn bị Đoàn Vân Thụy cấm túc một thời gian, nên cũng không gây thêm sóng gió gì. Đoàn Vân Thụy hiểu rõ chuyện xảy ra cũng một phần lỗi do ông đã muốn thả dây câu dài, câu con cá lớn. Dù đã xác định kẻ đứng sau Đoàn Văn là quỳ, nhưng hắn quỷ kế đa đoan, muốn tóm gọn, quả là muôn phần khó khăn. Đoàn Vân Thụy thở dài, sai người làm một chút đồ quý bổ dưỡng cho Lê Cảnh. Người làm cha như ông cũng chỉ còn biết làm như vậy thôi. Chào mọi người, Giao vừa trình bày xong phần diễn đọc của trích một phần chương nói về Đoàn Văn tập 35, thì mọi người cảm thấy rằng là cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, và những cái khó khăn cũng như những sự thử thách thì sẽ không bao giờ dừng lại. Cuộc sống là như vậy, đúng không mọi người? Mọi thứ vẫn sẽ tiến đến tương lai, tiến đến phía trước. Và cho dù sẽ chuyện gì đó, thì mọi người có thấy là Lê Cảnh và Đoàn Cẩn rất là yêu thương nhau, và họ luôn có nhau đối mặt với tất cả mọi chuyện. Đây là một cái tập bắt đầu, mọi người nhìn thấy là xuất hiện những cái sự rạn nứt và những cái mối nguy hiểm rình rập sau lưng từ trong nội bộ gia tộc của Đoàn gia ha. Và cái chuyện này sẽ còn kéo dài mãi qua tới viện 3 luôn. Giao có nhận được rất là nhiều thư xin là viết thêm ngoại văn về Đoàn Cẩn với Lê Cảnh. Sau khi cân nhắc á, Giao cùng ban biên tập cũng đồng ý với việc này, và Giao sẽ thông báo sau về cái việc mà sẽ diễn đọc hoặc là sẽ chia sẻ cái phần ngoại văn viết riêng về Đoàn Cẩn với Lê Cảnh như thế nào nha. Giao cũng xin kết thúc luôn cái phần diễn đọc của tập 35. Và nếu có bất cứ một tò mò thắc mắc thì mọi người cứ nhắn tin, gửi email cho bên ban biên tập. Ban biên tập sẽ trả lời cũng như là sẽ giải thích cho mọi người tất cả các diễn biến nha. Mà quyển 2 đó thì theo Gia được biết thì có thể là giữa tháng 10 hoặc là tuần thứ 3 tháng 10 thì sẽ hoàn thành xong tất cả cái phần in ấn với một số lượng nhất giới hạn. Trước đó một tuần á, thì ban biên tập sẽ mở kênh để cho mọi người order nha. Bởi vì những người mà mua được cái sách in á, sẽ có những cái món quà rất là thú vị. Có rất nhiều món quà thú vị cho mọi người mà Giao khuyên mọi người là nên để ý để mà mua được. Bởi vì thật ra là quyển 2 là chắc chắn Giao biết là sẽ khó có thể được tái bản như quyển 1. Bởi vì chị Hằng Mai cũng muốn dùng để mà tặng cho các bạn độc giả từ đầu, các bạn fan đã theo chị từ những câu chuyện rất là minh dị. Và chính vì thế mà chị cũng đồng ý là kể nhiều hơn cho tác giả, viết nhiều hơn về cái mạng linh dị cho mọi người được thưởng thức ha. Và để cho mọi người có thêm tinh thần và động lực cũng như là kinh phí để tiếp tục thực hiện cái chương trình audio như thế này đó, thì Giao cũng xin tắt ở đây cái account Momo để mọi người có thể là chuyển ủng hộ và donate cho team có thêm động lực, có thêm nghị lực để mà thực hiện tiếp. Bởi vì đây là nỗ lực hết mình của rất là nhiều tác viên. Mà các bạn thì mọi người biết cái sự đến với nhau á đều là duyên hết. Cho nên là về phần Giao và chị Hằng Mai thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cả chị Hằng Mai, cả Giao cũng đều muốn là các bạn tham gia vào trong dự án này đều có một cái sự ghi nhận, một cái sự ủng hộ về mặt tinh thần từ phía các bạn fan, để các bạn có thể duy trì được động lực thực hiện tiếp. Bởi vì những video như vậy đó, nó cần rất là nhiều công việc của rất là nhiều bạn, từ cái việc mà viết cái kịch bản lại dựa trên cái nguyên tác, và các cái bạn bên ban kỹ thuật á là phải ngồi dò lại, sau đó là làm hậu kỳ cho cả video nữa. Thành ra là nó rất là kỳ công đó. Cho nên là Giao cũng mong mọi người công nhận cái sự đóng góp của các bạn, và để tiếp tục ủng hộ cho chúng ta cái Liên Hoa, Giao cũng xin là mọi người luôn luôn để một cái nút like hoặc là thả
trái tim cho những video của bên mình ở bên trang Facebook hay là ở bên kênh YouTube. Và đồng thời thì các bạn mà mới đến với chuyện Khánh Hoa đó thì cũng đừng ngại ngùng mà nhấn cái nút đăng ký và nhấn cái nút chuông để mỗi khi có thông báo mới hoặc là có một video mới thì các bạn sẽ được báo tin ngay. Và các bạn cũng có thể nhấn follow luôn ở bên phần kênh Facebook để gia đình mình nó càng ngày càng trở nên ấm cúng nè, và có nhiều thành viên thì như vậy á, không khí và cái động lực để dành cho tất cả ban biên tập đều rất là hot để các bạn luôn luôn cố gắng hết mình để thực hiện tất cả những cái sản phẩm rất là hay này gửi đến cho các bạn độc giả khán giả nha. Tiếp theo đó thì giống lần nữa xin được nhắc lại rằng là những cái bộ truyện sẽ được phát hành từ truyện in đến truyện online và cũng như là sách nói, để cho các bạn phù hợp với thể loại nào và phù hợp như thế nào trong cái cách các bạn muốn nghe hay là muốn đọc thì các bạn có thể là chọn cách dễ dàng nhất, thuận tiện nhất cho các bạn đó. Nhưng mà sách in vẫn là một cái quyển sách rất là đẹp, và Giao khuyên mọi người nên có một quyển sách in. Nếu mà các bạn đã mua quyển 1 á, thì nên sưu tập tiếp, bởi vì sách in ở đây chị Hằng Mai cùng tâm tập tác giả thì không có dùng nó như là một mục đích thương mại, có thể là có lợi nhuận hay là bất cứ một cái gì từ sách in cả, vì in rất là ít, không thể có lợi nhuận được. Và đây là chủ yếu dành để mà tặng cho độc giả mà thôi. Và nó rất là đẹp, thậm chí là cái chi phí rất là cao, cao hơn cả cái chi phí mà các bạn bỏ ra để mua một cuốn sách đó. Nhưng mà cha chỉ bật mí như vậy thôi, khi mà cái cuốn sách in sinh sẽ có hai cái chương trình đặc biệt. Một là cái chương trình phỏng vấn với cái người gọi là một người khách đặc biệt mà Giao có thông báo cách đây mấy tháng đó, để mà mọi người hiểu hơn về cái câu chuyện, cái quá trình bộ tiểu thuyết được thực hiện nha. Và một phần, một video nữa quay riêng về cái bộ sách in cho mọi người thấy cái sản phẩm nó sẽ như thế nào đó, để mọi người có thể ủng hộ và có một cái nhìn rất là rõ ràng nhất về cái sự đầu tư cũng như là cái sự yêu mến của chị Hằng Mai dành cho mọi người fan của truyện Khánh Liên Hoa từ trước đến nay nha. Thôi thì cái video cũng dài rồi, Giao xin chào mọi người, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn mọi người vào tuần sau nha.